chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Khanh Xe Tải của mình. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Khanh nha. Thì hôm nay công ty của Khanh vừa về hai con xe SRM, một chiếc thùng kính và một chiếc thùng bạc. Chiếc thùng kính mới bấm số về và chiếc thùng bạc cũng mới được nhà máy chạy vào để trưng bày nha anh em. Thì anh em nào đang có nhu cầu mua xe tải nhỏ hoặc là có nhu cầu mua xe tải thì cứ alo cho Khanh hoặc là để lại số điện thoại phía dưới màn hình. Khanh sẽ gọi tư vấn cho anh em nha. Tư vấn cho anh em cái dòng xe thích hợp với nhu cầu và cũng như là tài chính gia đình của mình. Thì hôm nay Khanh muốn giới thiệu chính về cho anh em chính là hai con xe chính SRM đây. Thì hiện tại dòng SRM được rất là nhiều anh em quan tâm nha. Tại vì nó có một cái thiết kế rất là đẹp. Anh em nhìn cái con xe mình nó màu xanh trước nha. Thiết kế rất là đẹp và cái giá tiền cũng hợp lý nữa. Nếu mà anh em mua xe thùng lửng thì chỉ có giá hơn 190 triệu, thùng bạc hơn 200 triệu. Và thùng kính là chỉ có hơn 210 triệu thôi. Đó thì tùy vào phiên bản nó có sẽ giá khác nhau. Còn như anh em muốn biết chính xác giá tiền từng tỉnh cụ thể hơn á, thì cứ alo cho Khanh hoặc là để lại số điện thoại phía dưới màn hình, Khanh sẽ gọi tư vấn cho tất cả anh em nha. Thì hôm nay Khanh sẽ quay con thùng bạc trước đi. Anh em nhìn xe thùng bạc rất là đẹp nha. Này chưa bóc tem mới về nè, để mình bóc ra cho anh em luôn. Rất là đẹp. Xe có cái cụm đèn chiếu sáng, anh em nhìn đây là cụm Forester, đèn này rất là sáng nha, sáng hơn cả đèn halogen luôn. Được làm thiết kế rất là đẹp. Được có hai bên chính giữa mặt ca lăng thì có hai cái đường kẻ mạ chrome đây, làm cho xe mình sang trọng hơn và nhìn xe cứng cáp hơn. Đó, chữ SRM được làm bằng chữ nhựa đỏ nè. Cái này đi ban đêm mà xe khác chiếu vào rất là đẹp nè, phản như phản quang đó, rất là đẹp. Phía dưới đây chúng ta sẽ có lưới tản nhiệt, hai cái hốc lưới tản nhiệt rất là lớn, gió nhiều vô thì làm mát động cơ mình hơn nha. Đây chúng ta sẽ có cái đèn sương mờ. Thì xe SRM anh em nhìn đây thì nó sẽ có kích thước lớp á là 50-13, là rất là lớn, kích thước rất lớn nên là khung gầm của xe rất là cao nha, nên là đi vào những con đường nhỏ và đường xấu rất là tốt. Thì hiện tại hai phiên bản thùng bạc và thùng kính đây như thế này nè, lúc nào cũng có xe sẵn nha. Anh em nào muốn mua xe thì cứ alo cho Khanh là vài ngày là có xe liền. Nếu anh em nào mua trả góp thì chỉ cần đưa trước cho Khanh một số tiền rất là ít, chỉ còn tầm khoảng 60 triệu là có thể lấy xe về chạy nha. Con này mới đi bấm biển số về nên là nó hơi dơ xí nha. Con này đang chuẩn bị vệ sinh và bàn giao cho khách hàng. Đây là kính chỉnh điện, xe trang bị kính chỉnh điện phiên bản 2020 nha. Đây là cái khóa cửa điện lại nè, là mình bấm đây là bấm cửa, bấm kính xuống không được. Giờ Khanh sẽ vào bên trong phần nội thất xe. Thì trước tiên Khanh sẽ nổ máy lên xe cho anh em xem. Đó, rất là êm. Giờ Khanh sẽ mở máy lạnh luôn. Xe trang bị máy lạnh sẵn theo xe. Mở máy lạnh lên. Khanh sẽ mở nhỏ lại thôi. Đó. Để tìm hiểu bên trong phần nội thất xe SRM thì anh sẽ đóng cửa lại cái đã. Thì trước tiên về mình sẽ tìm hiểu từ bên trái qua đi. Anh em nhìn đây là cái đường viền mạ chrome nè, đây là mũ nha. Đó, chứ mấy cái học mà ra gió ra máy lạnh hơi lạnh á thì làm rất là đẹp. Phần nhựa tốc lô trên đây làm rất là cứng cáp, nhựa này rất là bền nè. Nhựa này nhìn rất là tốt hơn nhựa xe đông bên 870kg nha. Bên đây chúng ta cũng có một cái đường viền mạ chrome nè. Đó, bên đây chúng ta sẽ có cái hộp để giấy tờ cũng như là đây là cái phiếu bảo hành bình. Đây, phiếu bảo hành bình ắc quy đây anh em. Và đặc biệt hơn xe SRM sẽ có máy lạnh sẵn theo xe nè. Anh em máy lạnh nha. Và cái màn hình cảm ứng đây. Màn hình này 5 inch nè, màn hình rất là lớn. Bây giờ Khanh sẽ đặc biệt hơn nữa, Khanh sẽ vô số lùi cho anh em coi nè. Đó, anh em thấy chưa, gắn camera lùi phía sau luôn. Đó, một cái rất là hay, một cái option rất là hay của phiên bản 2020 của nhà máy Dongben Sunray. Đó, thì tuy nó không bao nhiêu tiền nhưng mà giúp anh em chạy xe an toàn hơn rất là nhiều. Đây là cái tiếp theo, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái phần đồng hồ xe. Đồng hồ xe anh em nhìn đây, đồng hồ chính là đồng hồ vòng tua máy này.
cái đồng hồ điện tử là chúng ta đồng hồ này là đồng hồ km nha, tốc độ km. Đồng hồ này là đồng hồ xăng còn đi được bao nhiêu cây nè, xe xăng gần hết rồi nè, xe này chạy xăng nha, thì đồng hồ này đi được 50 cây nữa là sẽ hết xăng. Đó, bên đây chúng ta sẽ có cái đồng hồ nhiệt độ kết nước này, đồng hồ xăng này. Đó, vô lăng thì anh em nhìn đây là vô lăng 4 chấu nha, có chữ SRM chính giữa vô lăng nè, có cồ xe nè. Bây giờ mình sẽ qua phần thùng xe. Thì thùng xe của SRM sở hữu kích thước thùng khá là dài, dài 2m7. Đó, anh em dài 2m7, bề ngang là 1m5 và chiều cao của 1m5 luôn. Đó, là có cái kích thước thùng, nói chung là xe tải nhỏ dưới 1 tấn mà có kích thước thùng rất là dài. Đây cho anh em xem nè. Đây là chiếc camera lui nè anh em. Đó, camera gắn ngay chỗ này nha. Nhiều anh em mua xe không biết thì nhiều đại lý sẽ tính thêm tiền cho anh em, nhưng mà thiệt ra thì có sẵn theo xe luôn nha. Bên Khanh kinh doanh sao thì có sao Khanh sẽ nói vậy cho anh em, nên anh em cứ tin tưởng hoặc là tìm đến những đại lý mà uy tín mà mua. Rồi bây giờ Khanh sẽ mở cái thùng kính trước cho anh em xem. Đây là bên trong chiếc thùng kính này, thùng kính là thùng một vách, vách là vách inox nha. Thùng này bên Khanh đóng, và đặc biệt cái thùng này là có cửa hông nha, anh em nhìn phía trước đây có cửa hông. Đó, chứ khuyên bản của nó là không cửa hông, nhưng mà cái loại này Khanh làm có cửa hông đúng đúng chuẩn của cục đăng kiểm luôn. Và trên đây chúng ta sẽ có một cái đèn, đèn thùng này, sàn rất là dày nha, sàn dập sóng rất là dày. Và đây thùng bạc thì nó cũng đóng một vách luôn, mình sẽ mở thùng bạc cho anh em xem luôn. Đó, anh em mua xe thì chỉ còn trả cước cho Khanh là tầm khoảng 50-60 triệu là có thể lấy xe về chạy thôi, nên là cứ nhanh tay gọi điện cho Khanh mà lấy xe về chạy nha. Đây là phiên bản thùng bạc, nó cũng đóng một vách luôn. Đây là vách này, một vách nhưng rất là dày. Đây cũng là inox, sàn cũng là sàn dập sóng như thế này. Đó, cả hai kích thước thùng kính và thùng bạc có một kích thước như nhau, là dài 2m7, ngang là 1m5 và chiều cao là 1m5. Đó, nên anh em nào có nhu cầu mua xe thì cứ alo cho Khanh nha. Đây là phần khung gầm, khung gầm thì nó sử dụng là cái cầu của xe T30, nên là nó rất, cầu nó rất là lớn. T30 là chở được 1,2 tấn nha. Con này xe chở thùng bạc, nó thùng bạc là 930 kg, như thùng kính cũng 930 kg. Rồi, anh em mua xe thì chuẩn bị cho Khanh số tiền là khoảng 50-60 triệu là có thể lấy xe về chạy nha. Phần còn lại Khanh sẽ hỗ trợ vay cho tất cả anh em luôn. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của Khanh nha. Xin chào và hẹn lại anh em ở video tiếp theo.